đầy tu diệu, hẹn đi bằng đầy tu diệu. Thưa các bạn, hôm nay cũng là ngày sinh nhật tròn một tháng của kinh Ý Lực Sống của tôi. Kinh Ý Lực Sống đã được chào đời vào ngày 23 tháng 10 năm 2022, tức là ngày khánh nhật truyền giáo của giáo hội. Mới chỉ có 30 ngày thôi nên da dẻ của kinh Ý Lực Sống còn yếu ớt lắm, chưa được sạm nắng. Tiếng nói thì còn bập bẹ, chân đi thì còn khập khiễng. Vì vậy nên có những khuyết điểm gì trong 30 ngày vừa qua thì xin tất cả mọi người cùng bỏ qua nha. Kinh Ý Lực Sống của tôi ngay từ đầu đã cho mọi người biết rằng với chỉ mục đích là để truyền tải lời Chúa qua những tư tưởng suy niệm bé mọn của chính tôi. Thực hiện Kinh Ý Lực Sống truyền giáo để gửi tới cho tất cả mọi người, tôi mang một cái ước muốn duy nhất, đó là cùng với giáo hội góp một bàn tay truyền giáo bằng cách truyền tải lời Chúa, ý niệm chia sẻ đến người khác. Vậy xin các bạn cùng tiếp tục gắn bó với tôi để truyền tải những cái mục đích này cho người khác xung quanh các bạn. Truyền giáo cũng là một căn tính của giáo hội và là một trách nhiệm mà Thiên Chúa qua bí tích rửa tội đã giao cho mọi người chúng ta. Hãy đi khắp muôn dân và rao giảng tin mừng, làm phép rửa cho họ, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Và Chúa lại còn nói tiếp: khốn cho các ngươi nếu các ngươi không truyền giáo. Ước mong rằng với cái sự ý nhiệm của giáo hội và của chính Thiên Chúa Cao Bí Tích Rửa Tội, chúng ta cùng dâng một bàn tay với nhau để cho nước Chúa mỗi ngày một rộng lớn hơn nhé. Nhân ngày mừng sinh nhật một tháng, tôi cũng không quên cảm ơn tất cả các bạn xa gần đã ý lào đóng góp tinh thần lẫn vật chất để cho kinh truyền giáo Ý Lực Sống của tôi mỗi ngày được tốt đẹp phong phú hơn. Trong 30 ngày vừa qua, tôi cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến cũng như những ước muốn của quý vị là làm sao Kinh Ý Lực Sống của tôi được chuyển tải một cách đều đặn hơn. Có nghĩa rằng không phải mỗi tuần chỉ một lần, nhưng thường xuyên hơn. Với sức lực và thời gian, tôi nghĩ tôi cũng có những cái giới hạn của mình mà thôi. Nên dù sao đi nữa, tôi cũng muốn đáp trả lại ước muốn của các bạn bằng cách là khi bước vào năm 2023, tôi sẽ gửi lời chia sẻ của tôi đến tất cả mọi người vào những ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy là ngày cuối tuần. Nhưng thứ ba và thứ năm thì ngắn ngủi thôi. Còn ngày thứ bảy, chủ nhật thì dài dòng hơn một chút, để chúng ta có dịp suy niệm một cách sâu đậm hơn. Khi nói lời cảm ơn tới tất cả các bạn nhân ngày sinh nhật một tháng của tôi, thì chúng ta cũng đang ở trong những ngày cuối năm 2022. Nhìn về quá khứ để chúng ta rút tỉa những kinh nghiệm. Nhìn về tương lai trong năm 2023 hơn, để chúng ta càng tin yêu và hy vọng hơn, bởi chính Chúa là nguồn hy vọng.
Hy vọng rằng kinh Yên Lực Sống của tôi với sự trợ lực của Thiên Chúa và nhất là sự đóng góp của anh chị em, nó sẽ được hoàn thiện một ngày một tốt đẹp hơn. Và một lần nữa xin anh chị em cùng tiếp tay với tôi bằng cách chuyển tải kinh Yên Lực Sống này đến cho người khác, như là một công tác truyền giáo nhỏ nhỏ vậy. Cảm ơn tất cả các bạn nhé, và chúc tất cả các bạn thêm một tuần lễ tràn đầy an vui, và hẹn gặp lại tất cả.